เบอร์บังบองบิ๊กไปไปไปเบอร์บิ๊กบอบิ๊กแฮกบิ๊กเบอร์โอเคcác bạn ơi, bạn thấy mình hát hay không nào? Mình nghĩ rằng là mình sẽ xứng đáng để đi làm ca sĩ đúng không bạn? Trời ơi, mình nghe giọng hát của mình thôi mình thấy hay rồi. Sao thấy hay không Sam? Không, ghê quá. Thấy hay mà, sao lại ghê ta? Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới trên kênh YouTube của mình cùng với Sammy. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mình đã cùng với Sammy bọn mình đã vào cho một con map. Gọi là map này là map gì ta? Map này là map gì Sam? Bé mưa đại trường bé cao. À, map này có tên là map bé mưa đại chiến bé cam nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ cùng với Sammy bọn mình sẽ cùng nhau gọi là vào trong con map này để thi đấu với nhau nha, để xem coi bé mưa và bé cam người nào sẽ giành chiến thắng nha anh em. Ok, thì trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua kênh YouTube của Sammy cùng với thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Ok, và không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu vào video hay nào. À mà khoan, còn cái này nữa là trong khi mà các bạn xem video á mà thấy có hiện lên quảng cáo thì các bạn nhớ là hãy bấm vào trong quảng cáo để mình có thêm kinh phí để mình nuôi bé cam nha các bạn. Chứ dạo này bé cam nó ăn nhiều lắm bạn ơi. Mấy bạn không bấm vào quảng cáo, không xem hết quảng cáo là con bé cam nó sẽ phải bị nhịn đói, nó sẽ phải ốm, gầy gò ốm yếu và nó sẽ dần dần trở thành suy dinh dưỡng á nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và bây giờ chúng ta bắt đầu vào video nào các bạn ơi. Let's go. Chương trình quảng cáo. Sữa mẹ là ok, ok. Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho mấy bạn một cái app khá là hay mà hiện tại Phong đang sử dụng nha. Thì con app này có tên là Memory Timer, là một bậc thầy quản lý thời gian, giúp cho cuộc sống hàng ngày của các bạn trở nên ngăn nắp và gọn gàng hơn trong thời gian nha các bạn. Đó, thì đây là một số những sự kiện sắp tới mà mình đang dự định trong tháng này. Các bạn có thể thấy là ở đây có cả một cái buổi fan meeting mình đã đặt lịch rồi nè, đó thấy không? Thì cái app này sẽ giúp cho mình báo được ngày nào là ngày offline, ngày nào sẽ là ngày fan meeting, để có thể giúp cho mình gọi là không bị chậm trễ ngày lễ fan meeting này dành cho mấy bạn fan nha. Memory Timer đã giúp cho mình rất là nhiều trong cái việc nhắc nhở vào những thời gian quan trọng. Và từ khi sử dụng con app này á, mình không bao giờ bị chậm trễ bất cứ một việc gì cả. Một con app có thể nói là quá là xuất sắc luôn các bạn ơi. Không những vậy, app còn có chế độ nhắc nhở uống nước, có thể giúp cho bạn gọi là uống nước thường xuyên hơn, để giúp cho các bạn có một sức khỏe tốt hơn và da dẻ cũng đẹp hơn nữa. Đẹp y hệt như là da em bé luôn nha. À mà không những vậy đâu, app này còn giúp cho bạn có thể cài được cả những hình nền cho sự kiện nữa. Có rất là nhiều hình ảnh đẹp để các bạn tha hồ mà chọn luôn. Đây, các bạn thấy không? Quá trời ảnh luôn nè. Ui, có ảnh của chị Lisa nè. Mình sẽ cài ảnh của chị Lisa thử xem nha. Ui, hấp dẫn, hấp dẫn. Các bạn có thể tải phần mềm này trên App Store và Google Play. À, mà lưu ý nha, những bạn nào hiện tại đang sử dụng iOS á, thì bạn hãy tải ngay trong hôm nay đi, bởi vì nó đang còn miễn phí nha. Chứ qua ngày 30 tháng 7 á, là sẽ hết miễn phí nha các bạn. Cho nên là hãy tải ngay trong ngày hôm nay nha các bạn. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều, yêu mấy bạn phải nồi. Nhớ tải app á nha, mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả và bình luận á nha. Rồi ok, bây giờ bắt đầu nha, Sammy sẵn sàng chưa? Bé cam. Ôi, Sammy đã được bên đội của bé cam rồi anh em ơi. Vậy là mình sẽ là đội của bé mưa. Hay không sao cả, bé mưa cũng dễ thương mà đúng không? Ok, thì ở trong đây nè, chúng ta đã được gọi là rất là nhiều gọi là súng với lại vũ khí đúng không anh em ơi. À mà Sam, tại sao bé mưa cho bé cam mà nó lại toàn xài súng với xài kiếm không vậy? Gì ghê vậy? Trời ơi, sát thủ ngầm mà không biết là sát thủ ngầm á. Sát thủ hả? Bé cam sát thủ, bé mưa sát thủ. Ok rồi, mình sẽ lấy cho mình một số những cái bài lóc nè. Ui, ở đây còn có rất là nhiều đồ ăn luôn bạn ơi, mình sẽ lấy đồ ăn để mình ăn nha. Đó, ok. Bây giờ là Sammy muốn chiến đấu theo kiểu là dùng kiếm hay là dùng súng đây? Trời ơi, tất nhiên dùng súng chứ, vừa dùng kiếm bay qua ông chơi với tôi hả? Ok, dùng súng đúng không? Ok rồi, bây giờ mình sẽ ăn mấy cái hamburger đồ vô để mình tăng sức mạnh đó bạn ơi. Ăn vô, ăn vô. Rồi ok, ok, lên trên nóc nhà nè. Ui, mình thấy Sam ấy bạn ơi. Ê, Sam ấy. Hello. Sam nè, một viên, hai viên, ba viên. Trời ơi, chạy bạn ơi. Mình được một mạng rồi, được một mạng là phải chạy liền, không đứng đó bạn hiểu không? Ok. 28 phút hả, thì mình giao là người nào đạt được 10 mạng trước thì người đó chiến thắng đi. Ok, chịu không? Chịu không Sam? Rồi, vô đi, vô. Ok, ok. Vô lên. Sam hả? Ây da. Trời, nhanh chưa? Chết queo luôn bạn ơi. Trời ơi, Sammy sử dụng súng gì hả? Súng đại liên hả? Tất nhiên tôi là phải dùng súng đại liên không à. À, Sammy là một người rất là hay dùng súng đại liên bạn ơi. Đó, ok, không sao. Để xem thôi người nào chiến thắng nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng súng ngắm đi. Mình là chùm bắn súng ngắm rồi. Ngày xưa mình chơi đột kích mình thích bắn súng ngắm lắm. Ok. À Sam kìa. Mình thấy cái đầu. Mình mới thấy cái đầu bạn ơi. À, ông chơi ngắm mà, tôi biết mà. Ồ. Sammy.
thật chứ. Ok, rồi San ơi, mới vừa ngóc đầu ra chết liền, thấy ghê không? Ghê. Sammy nè. Oh my god, ông chơi xâm ngẫm mà tôi cũng chơi xâm ngẫm với ông à. Sam thấy tôi ghê chưa? Tôi là chùm bắn đột kích á. Ngày xưa á bạn, lúc mà Phong còn đi học á, Phong rất là hay chơi đột kích và xong Phong rất là gọi là rất là hay giỏi chơi bắn súng ngắm luôn bạn ơi. Đó, Phong là chùm bắn súng ngắm trong game đột kích ở ở trường học tiểu học của Phong luôn. Sam nè. Đó, thật sự luôn á. Game dễ quá bạn ơi. À mà khoan, bây giờ mình đã được 4 điểm rồi. Mà từ nãy giờ game mới bắt đầu được có chút xíu à. Thôi bây giờ giao đi. Người nào đạt được 15 điểm đi nha. 15 điểm hoặc là 20 điểm gì đó. Ok. Rồi, vô tiếp nè. Sao đâu. Sam nè. Oh my god. Kìa trời. Mấy bạn thấy mình ghê chưa? Ghê chưa? Mình gọi là mình bắn súng là một khi ngóc đầu ra cái là chết với mình liền, hiểu không? Sam nè. Ôi trời, cách khác tôi chơi súng đại liên mệt rồi, tôi không chơi súng ngắm nữa, mệt lắm rồi á. Sam chịu thua rồi bạn ơi, Sam không chơi súng ngắm rồi bạn ơi, Sam chịu thua rồi. Sao đâu. À, ông ngắm. Sam nè. Mẹ luôn, tôi thắc mắc ngay luôn á trời. Sam chơi dở quá. One hour later. Canh luôn. Cái này à? Ông lò cái đầu ra tôi giết ông liền nè. Cái này à? Canh. Oh. Ủa sao đang canh ai sao? Sao canh ai? Bắn gì vậy Sam? Ủa cái này có cái kính mà sao bắn gì sao? Hình như mình nghe giọng của Sam giống như là Sam sắp khóc rồi các bạn ơi. Sam chơi game thua Sam muốn khóc rồi. Bây giờ mà ông còn chơi súng ngắm tôi sẽ khóc cho ông xem, tôi khóc không quay clip cho ông luôn á. Ok thôi được rồi vậy thôi. Bây giờ Sam không muốn mình chơi súng ngắm nữa, thôi mình dục cái súng ngắm đi, mình sẽ chơi bằng súng đại liên luôn. Chơi súng đại liên nha. Vô. Ok súng đại liên. Rồi ok. Thôi nói chung thì dù gì Sam cũng là bạn gái của mình mà, mình phải nhường cho Sam bạn ơi. Ok, thích chơi súng đại liên thì chơi đại liên. Rồi vô nè. Sao đâu? Đang lên từ. Ui chạy. Hey. Để mình ăn thịt gà vô để mình chạy cho nhanh bạn ơi. Ok, ăn thịt gà trước. Hey. À. Đúng thật là súng đại liên thì không ai có thể vượt qua được Sammy đại ca của chúng ta. Đó, Sammy đại ca sử dụng súng đại liên bắn cực kỳ ghê nha các bạn. Ok tôi bắn rồi. Bắn không nhiều quá thì tôi dí không chạy quen luôn phải không? Tôi thật luôn á. Sammy á. Yeah. Sammy đắp đòi, Sammy đang ăn gì đó. Ăn thịt gà hả Sam? Tôi đang ăn gọi là giúp cho cơ thể gọi là cường tráng phải không? Ây da. Ôi, what the hell? Ồ, mình hiểu rồi bạn ơi. Hóa ra là do gọi là lúc trước ở trong làng Hero Team á, mình hay chọc bà Sammy. Xong bà Sammy bà cứ lấy cái súng đại liên bà dí theo mình hoài, cho nên là bây giờ bà giỏi bắn súng luôn. Pro luôn, pro. Thành pro luôn. Pro bắn súng luôn bạn ơi. Ok, thôi không sao. Ông chỉ ngắp cái đầu lên thôi là ông chết chắc rồi nè. Chết gì mà chết. Ủa? Chết thôi. Gì kỳ vậy? Gì kỳ vậy? Thôi không chơi nữa, không chơi nữa. Bây giờ trận này bọn mình còn lại có 5 mạng thôi, tôi win rồi, cho nên bọn mình chơi bằng kiếm đi, chơi không? Chơi kiếm không? Mà bây giờ chơi sao? Bay qua hả? Bay qua nhà tôi hả? Có bài lóc nè, tôi đặt bài lóc qua. Ok, đặt bài lóc qua. Tôi có bài lóc nè, tôi đặt qua cho. Ây da, Sam chơi kỳ. Sao chơi kỳ vậy Sam? Kỳ vậy? Tôi đang đặt block mà. Okay, trời ơi. Tôi biết rồi. Sam chơi kỳ quá, Sam giết mình một mảng bạn ơi. Trời ơi. Mình đang đặt block bắn vô đích mình lủng hai lỗ. Không, lỡ thôi. Không, tay lỡ không quá lỡ. Lỡ không? Ủa, lỡ kiểu gì kỳ vậy? Ok rồi. Vậy nha. Từ tôi lấy kiếm ra. Ok. Rồi lấy kiếm ra nè. Vô. Tôi ăn miếng nè, ăn cho nó khỏe coi nè. Tôi ăn cái hamburger vô. Hamburger ăn là để tăng sức mạnh chém kiếm đó. Ok. Đúng rồi đó. Ấy. Chết. Chết. Đó, chết queo luôn. Hai cái chết luôn á. Thấy tôi ghê không? Thấy tôi ghê không? À, tôi biết rồi, ông biết dùng cái chiêu gọi là nộ phẫn nộ không? Ông sợ là tôi chết rồi. Bà không biết tôi là Yasuo, là chùm Yasuo của Hero Team hả? Vào đây. Hơ. Né nè. Vô. Né nè. Ui. Chém nè. Chém. Ây da. Yeah, chưa. À, ghê. Hey, nói chung thì mình là Yasuo, còn Sammy gọi là Sammy thích chơi con gì trong liên minh? Lút. Ờ thôi không so sánh được rồi. Ok. Rồi, chuẩn bị tiếp nè. Ra đây. Đấy. Mình đã chém chúng sao mày bạn ơi? Mình chém chúng sao mày, Sam còn có ít máu à? Sao có ít máu à? Yeah. Ây da. Yeah. Rồi xong. Tự
tôi với ông trước. Ừ, được, chết được. Chết trong phòng chung rồi không? Đó, ông chung tôi thẳng nghe. Được, 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 ok, ok, hay. Hay mình lắm. Mình một cô, mình một cô, thế tôi cần 6 mạng, à quên 5 mạng thôi, tôi bằng ông rồi, yeah. Giờ nè, tôi chấp bà 15 mạng luôn, tôi 20 mạng, chơi tôi không? Tôi không cần chấp, tôi là con gái, tôi không cần chấp phải không? Ồ, ghê, mạnh mẽ, mạnh mẽ. Rồi, 12 sân đây, nè. Ở đây. Rồi. Hasagi. À, no, té ơi, no. Rồi xong. Hey. Yeah, 12 vàng rồi, chưa? Đó, bà hay lắm, bà hay lắm. Được rồi, tiếp nè. Yeah. Ủa, kỳ á. Sao mình đánh kiếm, mình thua Sammy. Ủa, mình không chết, mình không chết, mình không chết. Sao không chết giờ, tôi phải chết không chết đâu, không lên được đâu. Đôi ok, đây. Giết đi, giết đi. Để tôi nắm ông nè, bắn vào cái não ông nè. Xăng, ủa sao bắn kỳ gì, bắn hụt vậy? Trời, sao bắn hụt vậy? Được. Sao bắn hụt quá vậy? Đứng yên coi. Rồi ok. Rồi tính ra tôi đứng im luôn á, tôi không cử động luôn á. Gì kỳ vậy? Không biết. Ok. Rồi, tôi... từ nãy giờ ta đã thua người quá nhiều trận kiếm rồi. Bây giờ ta sẽ không thể nào để thua lần nữa. Nhào vô. Hơi. Hơi. Cái gì? Gì đó sao mày? Ủa gì kỳ vậy? Tính ra là tôi bà giao là chơi kiếm mà sao tôi lại gần cái mà móc súng mà bắn tôi vậy? Chơi gì chơi ăn gian à. Thôi kệ kệ, chấp luôn, chấp luôn. Qua đây. Chấp mà. Mười sáu điều. 16 điều. Tôi chơi rất công bằng, ông hiểu không? Ông đừng làm tôi xấu, hiểu không? Tôi là một người rất là trong sạch. Ok, nhào vô. Một, hai, ba. Này thì cho ăn gian nè. Này thì cho chơi ăn gian. Này thì cho chơi ăn gian hả? Lên đây. Không, bây giờ còn hai bây giờ hai đứa mình ai cũng được 17 điểm rồi. Thôi bây giờ đứa nào giết được thêm. Quạt tù xì đi, quạt tù xì đi để biết đứa nào thắng đi cho vui. Thôi bây giờ thế này đi, bây giờ thế này nè. Bây giờ đứa nào giết được mạng cuối cùng này thì đứa thắng luôn, chơi không? Ok, quăng súng cho tôi, quăng súng hết. Okay. Quăng súng. Vật hết. Rồi quăng hết đó. Quăng. Vật hết ngàn. Tôi vật hết. Vật đi. Đó. Ai bước hết nha, không trường cây nào nha. Hết rồi. Ok, bước hết này đúng không? Ăn thịt gà vô. Ăn đồ vô. Ok. Màn cuối cùng, trận cuối cùng nè. Mình này, cái này là sinh tử bạn ơi. Cái này là cuối cùng rồi, mình không thể nào để thua được. Dữ quá, dữ quá. Vô. Đấy. Trời ơi mấy bạn ơi, bằng nè. Mình thua rồi. Trời ơi bạn ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, mình thua rồi bạn ơi. Mình cứ tưởng rằng là mình nhường Sam, mình chơi bằng kiếm thì mình thắng, ai dè đâu Sam còn đánh ghê hơn cả mình. Ok rồi. Bạn ơi, thấy không? Bây giờ mới nói không bao giờ được khinh thường con gái, bạn hiểu không? Không bao giờ được khinh thường con gái. Ok, thì ok bạn ơi, thì vừa rồi mình đã cùng với Sammy và mình đã cùng nhau đại chiến, gọi là đánh nhau ở trên đầu của bé Cam và bé Mưa bạn ơi. Thì các bạn thấy mình và Sammy ai mạnh hơn thì các bạn nhớ hay bình luận cho mình biết nha. Thì vậy Sam, là gì vậy? Tôi chưa giấu cái súng không hiểu không? Để lúc mà tôi đặt là nếu tôi thua tôi sẽ móc súng nó bắn không hiểu không? Đó. Bà cầm súng mà làm gì vậy? Bà cầm súng làm gì vậy? Hả? Bà chỉ đầu tôi làm gì vậy? Ok. Ok bạn ơi, thì nếu bạn thích video này đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Ok. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Yêu anh em phải rồi, tạm biệt. Rồi bà lại xuống bắn mình nữa nè. Chạy. Ủa sao chạy được, chạy à chết, không đây bị bắn.